năm nay mình sẽ đi về Đà Nẵng đi nghỉ Tết. Trời ơi, nay chỗ này sắp đóng cửa rồi. Em mở xong rồi thôi. Thế thì em tối quá. Anh ra không? Mình bay về Đà Nẵng lúc 10 giờ. Mình sẽ vô đây. Ba đi đâu đây? À bây giờ ba đang làm gì? À ba đẩy vali cho mẹ coi. Ba đẩy vali cho mẹ chứ. Đó, vali này của ai con? À còn vali kia của ai? À đó các lát nữa mình lấy nó chạy qua khu đó các bạn đó. Chạy đây đi vào đây đi xếp hàng tuần tự nghe con. Wow, để đi tới cổng hải quan nè, một rừng người luôn. Xếp hàng. Bây giờ mình sẽ qua đây xem bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.